Xin chào tất cả các bạn, thì cái khu vực này của mình thì thường xuyên có nhiều chim sẻ xuống lắm. Nên hôm nay mình sẽ quyết định là bẫy chim sẻ thử nha. Tại vì ở đây nè mọi người coi nè, đó, lúa đồ nó đổ khá là nhiều nên là chim nó hay xuống đây để nó nhặt lúa đồ á. Nên bây giờ mình sẽ thử bẫy chim sẻ xem là có dính được con nào hay không nha. Ở đây thì mình có một cái keo dán chuột các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử dùng keo dán chuột để mình bẫy chim thử dính được không nha. Đằng đây là cái cây mình đã lụm nè. Cây này thì mình quấn vô keo xong rồi mình để lên để cho chim đậu vô thì nó sẽ dính. Đây thì mình vừa quấn xong hai cây keo các bạn. Giờ mình kiếm vị trí nào ngon ngon mình để nó thử. Để bên cây ở đây đi. Giờ cây này thì bây giờ mình cắm xuống đất đi. Cây này mình cắm như cái đây nè. Tại vì chim nó hay ở dưới đất á, nên nếu mà nó đậu vô thì nó sẽ dính. Đây một cây mình để đây nha. Ok, một cây dưới đất rồi. Thì bây giờ mình sẽ cây này thì mình sẽ để ở trên đi. Để mình coi bên này nha các bạn. Mình sẽ để nó đâm vô cái lồng chim của mình nè, cho nó đứng trên không vậy nè. Tại vì khi mà con chim nó bay xuống á, biết đâu nó đậu lên cái cây này các bạn, thì nó sẽ dính nha. Đó, để vậy là ok. Một cây này thì dưới đất. Giờ thì mình sẽ đặt máy để quay lại cho các bạn xem nha. Thank you.
Ở đây thì mình vừa rải thêm một ít lúa nha các bạn, để cho nó dễ dính hơn. Ở đây nữa mình cũng để một ít lúa luôn. Đây là con chim mình bẫy được nè các bạn. Thì nó do bị dính lông cánh nên nó bay không được nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.